Năm 2022 là cột mốc đặc biệt đánh dấu chặng đường 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đà Nẵng đã trở thành đô thị trung tâm quốc gia, đầu tàu kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên, với hai mặt tiền là biển. Nói đến Đà Nẵng là nói đến thành phố của những cây cầu, vừa mang tính biểu tượng, vừa là niềm tự hào của nhân dân thành phố. Là thành phố 5-0, 3-có, 4-an, thành phố môi trường, thành phố đáng sống với không gian đô thị tăng lên gấp 4 lần, kinh tế tăng trưởng bình quân 9,8% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người tăng 6,6 lần, là điểm đến của nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa mang tính toàn cầu. Thực hiện chủ đề năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, năm 2022 bằng sự đồng thuận của toàn đảng, toàn dân, thành phố đang nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh. GRDP cả năm tăng 14,05%, xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 15,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,8%, kim ngạch nhập khẩu tăng 27,4%. Thành phố cũng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư gần 10.060 tỷ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022 cũng là năm thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện nổi bật như Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á Cruise Asia 2022 với hơn 500 đại biểu của hơn 200 hãng hàng không, sân bay, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Giải Golf Phát triển Châu Á, Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022 và Hội chợ Quốc tế Thương mại Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây EQUEST Đà Nẵng 2022, Lễ hội Kinh khí cầu tại Đà Nẵng Ironman 70.3 Việt Nam, cùng nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư của lãnh đạo thành phố tại các nước châu Âu, châu Á và Đông Nam Á. Năm 2022, Đà Nẵng đạt giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award và lần thứ hai được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố xếp hạng nhất nhóm các tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số DTI năm 2021. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố dẫn đầu ở chỉ số này. Năm 2022 cũng là năm thứ ba liên tiếp thành phố Đà Nẵng vinh dự đạt giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam với hai giải chuyên đề là Giao thông thông minh, các ứng dụng thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp thành phố Đà Nẵng đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, công trình cải tạo cùng nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý bao gồm hầm chui, đường và cầu vượt với tổng vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày 29 tháng 3 năm 2022. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường giao thông đô thị cho khu vực trung tâm, giải quyết được tình trạng kẹt xe trước đây, tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực biển phía đông thành phố. Đồng thời cũng là một điểm nhấn về cảnh quan của thành phố ở phía bờ Tây sông Hàn. Ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành ở Trung ương đã chính thức bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ cảng Liên Chiểu, cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực duyên hải miền Trung nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng, là đòn bẩy góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, thành phố đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho hơn 1.200 bí thư chi bộ khu dân cư nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các bí thư chi bộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Qua đó khẳng định vai trò của bí thư chi bộ, hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa đảng và nhân dân.
Đặc biệt, đây là năm hơn 3.140 chi bộ trực thuộc trên địa bàn thành phố tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, lựa chọn bầu ra các cấp ủy, đảm bảo đủ năng lực, uy tín, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với đảng. Ngày 26 tháng 11 năm 2022 tại Hàn Quốc, Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam chính thức được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua quan triều Nguyễn có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Đây là di sản được đánh giá cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà UNESCO đưa ra như tính xác thực và vẹn toàn, ý nghĩa khu vực, ý nghĩa về giới, có kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị bền vững và khoa học. Qua thời gian triển khai lấy ý kiến nhân dân, ngày 27 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, với tỷ lệ thống nhất cao, Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhất trí thông qua quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dựa trên 3 trụ cột chính là du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và yếu tố văn hóa, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao. Đây là công cụ rất quan trọng trong định hướng quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, là cơ sở để Đà Nẵng phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai, hướng đến xây dựng một thành phố giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống. Năm 2022 là một trong những năm mà Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung hứng chịu đợt thiên tai khắc nghiệt nhất. Trong đó có trận mưa lịch sử đêm ngày 14 tháng 10, có tần suất xuất hiện 500 năm một lần, với lượng mưa kỷ lục lên tới 637mm trong 6 giờ, gây thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc cùng sự đồng thuận của các cộng đồng. Công tác an sinh xã hội đã được lan tỏa rộng rãi, rủi ro thiên tai đã được giảm nhẹ đáng kể, thiệt hại cũng được khắc phục nhanh chóng, góp phần mang đến sự sẻ chia ấm áp kịp thời, giúp người dân Đà Nẵng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.